Theo người phát ngôn của McDonald's, logo của hãng được thay đổi trên các trang mạng xã hội của công ty, đồng thời tại 100 nhà hàng sẽ có những gói quà, áo sơ mi, mũ và túi được thiết kế đặc biệt dành cho ngày này. Tất cả mọi người đều biết logo kinh điển của hãng, vì vậy việc lần ngược lại logo thực sự là một tuyên bố mạnh mẽ, nhấn mạnh tầm quan trọng của phụ nữ. Hiện, 6 trên 10 quản lý cửa hàng thuộc hệ thống McDonald's là phụ nữ. Theo đại diện của hãng, phụ nữ đóng vai trò không thể thay thế ở tất cả các cấp độ, cùng với những cửa hàng nhượng quyền tạo nên thành công của McDonald's.